hôm nay là ngày thứ hai đi chơi ở Đài Loan. Tối qua phê phê uống với đi chơi cả ngày, hai mấy ngàn bước chân về cái ngủ quên luôn. 5-4 giờ sáng đã dậy rồi. Giờ kiếm chỗ đi ăn sáng rồi đi chơi xa đây. Đi tàu siêu tốc của Đài Loan. Xe hút hồng cầu hay gì đây? Cái karaoke còn tới giờ này 6 giờ sáng vẫn còn hát. Tối thứ sáu bà con Đài Loan quẩy quá quẩy. Giờ này chưa chịu về, nhiều cặp còn ngồi ôm nhau khóc ngoài đường. Có mình tôi lên lang thang mình nên. Mấy anh công nhân đang dọn dẹp rác các bạn. Vài cặp xỉn xỉn ngủ ngoài đường luôn. Hơi của cảnh sát Đài Loan đây, Mitsubishi. Outlander. Xe cảnh sát. Có tiệm ở cửa các bạn. Vô kiếm gì ăn coi. Món gì giống trái cây dẻo á nè. Kem trái cây. Kem trái cây mà lại bán sớm ghê ha. 6 giờ rưỡi mà có mỗi tiệm này mở cửa thôi. Wow, đây là kem. Nhìn hấp dẫn quá ta. Này để ăn sáng cũng được. Cái này giống đổ bánh xèo quá ta. Trứng nè các bạn. Trứng với mì vậy nè. Mình kêu một cái phần pancake original. Với bacon. Với ba rọi. Này có bánh mì, trứng. Này giống bánh xèo quá ha. 6 giờ sáng, 6 giờ rưỡi sáng. Như pancake mà có bacon, có rau. Rồi cái này các bạn lấy ớt ở đây. Đó. Rồi các bạn có chén ở đây, các bạn đổ vô. Muốn ăn vô ăn. Đây là gừng hay gì đây. Nước tương, nước mắm. Bún đũa để take away. Dạ, yeah. Ăn sáng nha. Lấy một cái menu nè các bạn. Xong lấy cái viết đỏ gạch lên cái mình muốn ăn, giống như ghi vé xe vậy đó. Xong rồi họ sẽ lao. Rồi nãy ăn chưa no, bây giờ kêu thêm một cái súp dumpling. Đó, và một cái ly sữa đậu nành đá nữa. Dạ. Yeah. Kêu thêm 6 cái bánh bao. Để tiểu lông bao tiếp đây. Để thêm một ly sữa đậu nành đá. Rồi, ăn cho nó no, đi chơi cho đã. Đi Đài Trung chơi các bạn. Đầu tiên mình phải đi một trạm, đi một chuyến. Ủa. Lộn cái chìa khóa phòng. Đây. Còn 910. Hôm qua 1.500, xài hết 500 trong ngày đầu rồi. Song Tran Xichin Line, đi một chuyến màu xanh lá cây để đổi qua tàu cao tốc. Hôm nay đi tàu cao tốc của Đài Loan thử. High Speed Rail HSR. Cái đi theo mấy cái bảng có chữ HSA là High Speed Rail. Để đến cái ga cái chỗ lên tàu. Thì đây có một cái máy nè các bạn. Để mình mua thử nha. English non reserve. Giờ muốn đặt ghế hay là đặt ghế luôn đi, ngồi mua vé một chiều thôi, về tính sau. Departure từ Taipei. Arrival muốn đi xuống Đài Trung, Thái Trung. Rồi, một người lớn. Confirm. 7:51. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 7:47, cũng hơi gần ha. Mua chuyến 8:30 đi, đi chơi vòng vòng. Đây 8:31 đây. Standard thôi. Hết vé rồi, chỉ còn vé business thôi ta. Muốn đợi thêm 30 phút nữa mới có chuyến standard các bạn. Để coi giá nhiều đây. 1.200, mắc quá. Cả triệu đồng, thôi khỏi. Mua lại non reserve đi. One way đây. Đi từ Taipei đến Thái Trung. Một người lớn. 675. Rồi 675 ha, là khoảng 400 mấy ngàn. Confirm Đài Bắc đến Đài Trung, confirm. Không phải thành viên. Trả bằng debit card. Rồi, bỏ thẻ vô. Các bạn bỏ thẻ vô debit hoặc credit thì các bạn chọn trên màn hình thì ra cái vé này các bạn, 675 tệ là 500 ngàn hơn. Hơn 500 ngàn. Đi từ Đài Bắc đến Đài Trung. Cái này mình chọn non reserve là đi tàu nào cũng được thì phải. Muốn lên là thoải mái thôi. Còn cái kia là reserve là standard for business. Chọn giờ. Còn cái này là còn ghế là cứ ngồi. Đó, không có cố định giờ ha. Rồi, đi tiếp về tàu nè. Bạn đi đến cái chỗ đi tiếp. Cái bảng SSR. Bỏ cái thẻ vô.
nó đọc rồi nó trả lên ở trên rồi đi vô là sẽ đến platform. Đây ghi platform tàu của mình là tàu cái toa 10 đến 12 cho những cái ghế mà không có đặt trước các bạn. Bây giờ đi về phía đó. Trên có bảng hướng dẫn nè. Đây. Chạy từ điểm cuối là Nan Cang ha, Taipei. Đó, nhưng mà mình không có đi tàu này, mình đi đến toa 10 12. Các bạn đi tàu chung thì cứ nhìn cái bảng ha. À, bên đây tàu chung, bên đây Chu Jin, đi về, đi tiếp về phía phía bắc nè, còn này mình đi tiếp về phía nam. Từ Taipei là cái chỗ màu vàng đây. Mình sẽ đi tiếp tàu này các bạn. Cứ nhìn các bạn thôi, 8 giờ 36 là tàu tới. Một chuyến nó mới đi rồi. Đó. Thì ghi toa từ 10 đến 12 thì các bạn cứ đến 10 12. Ở đây có một cái không có cái vạch giống như là chia đường giống như trong sân bay mà tự giác thôi. Đi theo cái đường này xếp hàng. First come first serve thôi. Đó. First come first serve thôi. Ok, đợi tàu tới. Đây. Một chuyến tàu khác nó chạy nè các bạn, giống tàu Shinkansen của Nhật. Của Nhật xây nha, tàu rất là xịn luôn. Chạy với không biết tốc độ nhiêu tí mình coi lại. À, có nghĩa là các platform này thì nó sẽ không phải platform nào đi đâu mà các bạn coi các bạn. Chu Jin cũng là phía nam luôn các bạn. Sẽ có một tàu nó chạy dừng tất cả thành phố. Cũng có tàu là chỉ ghé một số thành phố chính thôi các bạn. Nên tùy coi, thí dụ như các bạn coi đây nè để mình zoom vô. Đây, thí dụ như các bạn muốn đi 8 giờ 11 sẽ có tàu đi dừng ở đâu đó. 8 giờ 21 thì đi tàu nào cũng sẽ về đại chung hết. Đúng không? Nhưng mà sẽ có những chiếc tàu có ghé dọc đường thì đi bên đây. Còn một B, còn bên đây là đi chỉ về thành phố lớn thôi nè các bạn. Thôi mấy giờ thì vô xếp hàng thôi. Đó. Định đi tàu train bên kia nhưng mà bên đây nó tới trước nên đi luôn các bạn. Đúng 8 giờ 11 là bắt đầu đóng cửa. À, đây, đúng 8 giờ 11 là bắt đầu chạy nè. Tàu tốc độ tối đa là 300 km/h luôn nha. Của Nhật đóng mới đầu 1999 bắt đầu xây, đến 2007 là 8 năm là xong. Rất là lẹ. Chạy suốt Đài Loan luôn, mất khoảng 1 tiếng hơn. Rất là nhanh các bạn. Từ Bắc tới Nam mất hơn có 1 tiếng. Giải quyết kẹt xe với hàng không cũng chật chội, quá hiệu quả luôn. Ở sau đây là cái khoang này cho người cao tuổi, hết ghế ngồi tạm, có ai thì nhường sau. Đây là vali, có anh nào để mang xe đập gấp. Nhớ Singapore ghê, chắc xuống đi đâu mang xe xuống đó đạp xe. Bắt đầu tăng tốc độ từ từ đây. Còn trong hầm, tôi thui không thấy gì hết. Đây là mình. Đây, ta bắt đầu rời bến, lên mặt đất rồi các bạn. Xây có 8 năm, 1999 đến 2007 là đã xong. Mới đầu Đức đúng là thắng thầu, nhưng mà chiếc tàu ICE mà các bạn ở đi châu Âu sẽ hay thấy á, nó bị trật bánh nên vì nhiều lý do, sau đó thì bên Nhật họ thắng cái thầu. Đi từ Bắc tới Nam mất có 1 tiếng thôi. Thí dụ như mời thứ bảy đám cưới 6 giờ từ Đài Bắc xuống phía Bắc, đi tàu 1 tiếng, hơn 1 tiếng là tới phía Nam, tới Cầu Hùng ăn đám cưới, 7 giờ hơn tới vô ăn đám cưới xong 9 giờ lên tàu về, 10 giờ về lại, quá tiện. Bắc tới Nam đi có hơn 1 tiếng à, quá ghê. Tốc độ tới 170 mấy km/h, còn núi này chắc chưa tăng tốc các bạn. Chạy rất nhanh mà để cái điện thoại đứng không có bị rớt luôn nè, mà đang quay timelapse nè. Đông đúc ghê, bên bờ Tây là cái thành phố lớn, bờ Đông thì núi non, ít thành phố hơn, cảnh thiên nhiên đẹp hơn. Bờ Tây là kinh tế phát triển. Từ Bắc tới Nam Đài Loan trên chiếc tàu cao tốc High Speed Rail.
xe buýt qua ngôi làng cầu vồng Rainbow Village. Biệt bạn High Speed Rail. Đây, mọi người đang đợi tàu cao tốc. Bây giờ đi khám phá Đài Trung, thêm một thành phố lớn nữa của Đài Loan. Đây, ra các bạn. Đây, bỏ cái thẻ vào đây. Ok. So, alright, thank you. Rồi xong. Đi xe bus ra Rainbow Village. Trạm rất là đông đúc. Wow, hiện đại ghê. Bà con đi tàu cao tốc đi chơi. Hôm nay là thứ bảy, mọi người mang ba lô đi leo núi, đi thăm bạn bè, ăn uống. Kia có mấy anh cảnh sát. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây để mua kiếm cái bus station để đi xuống đây, bus station để đi xuống Rainbow Village. Ra ngoài đây, trời mát quá, trời hơi có nắng nhẹ các bạn. Hôm qua Duy Linh bạn mình cũng nói là ở dưới Đài Trung thời tiết đẹp hơn Đài Bắc. Đài Bắc thì mưa gió hoài, Đài Trung thì thoáng mát hơn. Các bạn coi xây cái trạm, cái bến tàu cao tốc đẹp ghê chưa kìa. Ba heo lại lang thang mình lên. Ủa cái mắt kiến rồi. Ở đâu rồi ta? Rớt đâu rồi? Mình như bỏ quên trên tàu rồi hay sao đó. Nãy để chặn cái điện thoại lại. Rồi, vậy còn một cái siêu cua. Rồi, đi chơi vòng vòng Đại Trúc. Đi xe bus xe 56. Các bạn lên, các bạn quẹt thẻ vào đây, xong rồi xuống cũng quẹt lần một lần nữa là được. Mình đã đến được một nơi gọi là Rainbow Village, là làng cầu vồng, một khu nhà sơn rất là nhiều màu sắc khác nhau để các họa tiết dân gian của Đài Loan, hình như của người Hakka, của những cái người thiểu số ở đây các bạn. Đây, wow, xinh chưa, màu sắc rực rỡ luôn. Wow, bà con chụp hình rồi kìa, có anh Iron Man mà lại xin tiền mà lại chơi đàn tá lả. Dễ thương ghê. Các bạn đi vô trong làng, mấy cái hình vẽ dễ thương quá ha. Cái này giống mấy con Patroska của bên Nga, nhiều con chồng vô nhau nè. Màu sắc rực rỡ luôn, không biết cách đâu. Ô, có cái camera nè. Đây có cái máy AED trợ tim, chích điện vô tim. Đó, mấy chị em chụp hình. Đợi xíu. Ok. Sorry. Đây các bạn. Rainbow. Để sẵn cái ghế nè. Ở đây có cho ghi lời chúc. Vẽ hình vô đây. Dễ thương quá, vô Đài Loan. Đây là chắc mấy nghệ nhân, mấy ông chú đã tạo nên cái ngôi làng này các bạn, làm nhớ ngôi làng Bích Họa ở Tân Thanh ha. Trên Buôn Mê cũng có cái làng Bích Họa luôn. Như toàn tiếng Thái Quan, không hiểu gì hết, không thấy tiếng Anh. Dễ thương ghê. Wow, đây có mấy cái đan len nữa nè. Cái này các bạn nào muốn đi xuống đây sống ảo, các bạn gọi Rainbow Village ở Thái Trung là ở Đài Trung, đi High Speed Rail từ Đài Bắc hoặc là Cao Hùng lên là tới. Tác phẩm Người Ngoài Hành Tinh phê pha cùng lũ chó mèo khi chủ vắng nhà. Này, tất cả cùng hai. Khách cũng đông quá ha. Đó, ghi lời chúc nè các bạn, dán lên. Chúc may mắn. Ý tưởng rất là hay. Còn bên đây là mọi người muốn lời chúc thì bên đây các bạn ghi lời chúc vô đây. Đó. Rồi dán lên, miễn phí hết luôn. Đây, bạn sóc vậy. Trên vòng quanh trái đất, Godspeed nghĩa là lên đường may mắn á, bình an á. Dán vào đây. Rồi, bạn mốt bạn nào có qua Rainbow Village kiếm thử cây của mình có không nha. Này, góc bên phải nha. Đố các bạn tìm thấy cái lời chúc của mình. Đây,
từ đó để tạm đây, hy vọng không bị rớt. Ok, bạn biết bài gì? Bài này trên có cái đàn guitar, rồi có cái chữ ở đầu là chữ R mà mình quên mất tên rồi. Tại lại trung tâm của Đài Trung, và bên kia là Đài National Đài Trung Theater, rạp hát quốc gia Đài Trung các bạn. Này hình như ông người Nhật thiết kế nè. Hình này là làm liên tưởng giống cái màn nhĩ, giống cái lỗ tai quá. Rồi, vô tham quan kìa, có gì chơi không? Không biết có show gì không, mình chụp tấm hình cũng được. Đây là trung tâm các bạn, trung tâm của Đài Trung đây. Mấy cái building này chắc nhà ở quá, công ty. Bên đây nhà ở công ty đây. Còn đối diện có một cái công viên. Có cô gái đang quay clip, đang cặp giỏ vậy kìa. Quay TikTok hay gì kìa. Wow, này giỏ vậy đây, Taekwondo hả? Trượt quyền đạo hả? Trạm thay pin cho mấy chiếc xe điện nè, Google nè các bạn. Rút cục pin ra để vô đây, sạc trả tiền. Nè, bỏ vô mấy chiếc này nè. Ồ, rất là phổ biến luôn. Rồi, thẻ này vẫn được dùng ở các thành phố khác nha các bạn. 860 nãy giờ còn hoài không thấy trừ tiền ta. Hình như đi SSA là mấy kia được miễn phí hay sao đó. Tiền đi nãy đi xe bus cũng vậy còn nguyên si. Rồi, bây giờ mình đi về Đài Trung Station là phía trước đây, về lại tàu trạm xe lửa cao tốc siêu tốc. Trưa các bạn, đây là trong cái ga trước khi lên tàu đi tiếp, chưa biết đi đâu thì mình vô một cái quán Thái kia, một cái phần bún có súp gì đó. Cái này là gì chiên đây, giống chả giò chiên ha các bạn, thêm một phần nước hết 204 là khoảng trăm mấy ngàn, khoảng 200.000 Việt Nam. Rồi mời các bạn ăn trưa với mình, ăn thử đồ Thái ở Đài Loan. Mình lại đi tàu về lại Đài Bắc các bạn, định xuống Đài Nam hoặc là Cao Hùng, mong hoài chán. Có cái chùa nhưng mà mình cũng ít có ghé mấy chỗ đó, với xây dựng nhiều quá, thích mấy cái thiên nhiên hơn. Nên thôi, cũng làm biến, chứ thời gian còn nhiều. Thời gian còn rất nhiều, mới có 1 giờ trưa thôi. Bây giờ đi tàu ngược về North Bound. Bên kia là South Bound, đi tiếp về Đài Nam với Cao Hùng các bạn. Các bạn cứ thấy chỗ phía North, phía Bắc. Đi từ Đài Trung đi lên Đài Bắc là đi về phía Bắc đúng không? Đó, vé của mình là non reserve thì phải đi xuống cái mấy cái tòa cuối, là không có đặt chỗ trước, lên trước thì có ghế, không thì thôi. Đây, bên đây là Northbound. Đó, hai bên đều là đi về phía Bắc, nhưng mà sẽ có cái bến dừng, nó sẽ dừng khác một chút. Đó, vé của mình đây bằng vé lúc đi 675, là khoảng đại tệ là khoảng 500.000. Thế coi đi bên nào đây, cũng vậy ha, cũng không có khác gì ha. Ok, giờ xuống ngồi đợi Văn Hoa, chứng tỏ là tàu mới vừa rời bến rồi, phải đợi khá lâu. Thanh niên lang thang mình lên ở Đài Loan, xuống cái chỗ non reserve. Tàu đến rồi các bạn. Tàu của Nhật luôn nè, giống kiểu Shinkansen. Xịn ghê không? Khách đông hết luôn. Này không biết còn ghế ngồi không? Ta-da. Giờ cho khách ra rồi mới lên. Đèn dưới chớp chớp nè. Gần tới thì mấy cái đèn này nó sẽ chớp chớp. Okay. Đài Trung. Đi về lại Đài Bắc thôi. Đi tiếp phía Nam mà làm biến để
có dịp nào đó xuống Đại Nam, Cao Hùng rồi đi mấy cái quận, mấy cái nơi phía Nam sao các bạn. Ở Đài Loan cũng nhỏ, đi tàu cao tốc đi xíu là tới, rất là tiện. Nhưng mà lần sau muốn tự chạy xe hơn. Bye bye. Ra khỏi tàu cao tốc các bạn, đi tiếp lai màu xanh về ngủ một xíu, sáng về sớm quá, 4 giờ sáng đã dậy rồi các bạn. Thứ bảy mà bà con đi chơi đông ghê, rất vui luôn, ai cũng lịch sự dễ thương. Về ngủ nha, đông vui quá các bạn. Cementing thứ bảy nhộn nhịp, hết áo thun rồi, đi kiếm mua cái áo thun kỷ niệm luôn. Này có cái cờ Ukraine. Taiwan Self Determination, Taiwan kiên quyết thành lập một cái đất nước độc lập tự chủ, bạn ủng hộ Ukraine, cờ Ukraine quá trời luôn. Anh nghệ nhân làm mấy cái mô hình bằng dây đồng nè các bạn, xịn ghê không? Đó, quá đẹp. Con này không biết mất mấy tiếng để làm xong đây, làm bằng đồng hết luôn nè. Đây 12 con giáp luôn. Wow. Ăn thịt nướng nửa đêm các bạn, ngủ say quá, ngủ 6 tiếng nữa. Đây muốn ăn gì cứ lấy vô, đem vô cho chú nướng tính tiền. Chú nướng thịt nướng đã xong các bạn, thêm chai bia. Đây là tổng giá 385 là khoảng 200, gần 300 ngàn ha. Mỗi món thịt nướng, ví dụ thịt mắc nhất là khoảng 60 đại tệ là khoảng 40 mấy ngàn. Còn món rau củ quả, cái này đậu thì chắc là 25 thôi, 25 là có mười mấy ngàn thôi, chai bia là 77 ngàn. Rồi tổng phần này hết là gần 300 ngàn. 6 cái thịt nướng với một chai bia lớn các bạn. Rồi trong quán thịt nướng, đây là cái chỗ duy nhất bán bia trên cái trục đường này. Có một số quán bóp khác mà nằm hơi xa hơn một chút các bạn. Đây thanh niên Đài Loan cũng không có nhậu nhiều ha, tạm tạm thôi. Mời các bạn ăn tối với mình, ăn khuya, ngủ 12 11 giờ mới dậy, quá trời đuối. Còn quen giờ bên Mỹ các bạn. Bạn chào, buổi sáng vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ ba ở Taiwan. Nên mình sẽ đi một cái tour ngắn lên củ phần với tập phần là chiêu phân với si phân, rồi đi thêm một cái bảo tàng đá, một cái công viên đá ở ngoài bãi biển Di Liêu, trở về cái góc ngã tư quen thuộc đây. Trời mưa nhẹ ha, chán ghê, thời tiết vậy quá quải. Lại đi bây giờ mình sẽ đi vô chỗ hẹn. Những cái tour nhỏ thế này book nhiều lắm, trên Traveloka có rất là nhiều. Đi, nếu các bạn không có xe riêng mà đi một mình thì đi thế này nó sẽ rẻ hơn. Thì các bạn cứ việc book cái tour thì có xe chở đi chung với du khách nhiều nước khác các bạn. Rồi đi tới chỗ hẹn, và đi tới những cái chỗ hẹn đã định trước, trừ khi đi cái tour riêng thì họ hẹn ngay chỗ một cái trạm giữa Lai Đỏ với Lai Sinh Dương, đi ra exit số 2 thì cứ vậy mà đi thôi, hơn một tiếng nữa mới tới. Ăn đồ Mỹ ở Taiwan, đây là burger thịt heo, Mos burger gì đó này. Đó, nhìn khá ngon, thêm một ly nước lớn là hết 90 là khoảng 70 ngàn, 60 ngàn. Coca lớn. Này mấy ông cụ già ăn sáng. Mình tới sớm một tiếng trước giờ hẹn nên ngồi đây đợi ăn sáng. Ok. Lên xe các bạn. Không quá đông hả? Nửa xe. Rồi bây giờ bắt đầu rời khỏi Taipei đi chơi.
củ phần thập phần với cái Di Liêu ở phía bắc của Tây Bê. Có những cái công viên đá hình thù rất là hay. Đây chắc có quen thuộc với nhiều bạn Việt Nam rồi, còn mình mới đi lần đầu thôi. Bạn ơi mưa. Hello. 100 đài tệ là khoảng bao nhiêu? 70 mấy ngàn. Ủa chị Việt Nam hả? À ok, chị Việt Nam luôn các bạn. Cảm ơn chị. Để dành các bạn cùng màu siêu cấp luôn. Tiền ghé Di Liêu. Di Liêu Geological Park. Một cái công viên địa chất đá do nước biển với gió bào mòn thành những trời ơi thánh mưa đến đầu mưa đó. Phía xa các bạn thấy cái Queen's Head này là một cái điểm nhấn của cái công viên Di Liêu đây, giống cái đầu nữ hoàng thôi, nhưng mà nghĩ chắc được mọi người nói 10 năm nữa là nó sụp đổ, tại vì mưa với bào mòn quá yếu lắm rồi các bạn. Mưa nè, zoom nè. Cái chỗ này nhìn rất là giống cái Razor Park ở Tel Abasso, 12 tông đồ ở gần Melbourne đây. Nước biển với gió bào mòn nè, nó bẩn lại nè, láng lại luôn. Mưa quá mưa các bạn. Sóng biển. Ngay bên đây là Okinawa, là Nhật Bản các bạn. Chỉ cách có 2 tiếng tàu chạy thôi, rất là gần. Như chính phủ hai nước cũng định làm mở chuyến phà, nhưng mà cái đảo cuối của Okinawa cũng khá là xa đó, không là khách Nhật qua Đài Loan chơi đi phà qua là rất nhanh luôn các bạn đó. Đây có một cái đường đi bộ bị sóng biển nước bào mòn nè, đẹp ghê không. Này có nắng chắc xinh lắm à, nhưng mà này thua rồi. Xin chào. Để nhảy xuống biển giải cứu mấy đứa nhỏ năm 1960 các bạn, nhưng mà nước mạnh quá nên chết luôn, nên được dựng tượng để cảm ơn, để tri ân ông chú Liêu gì đó. Đây, ở ngay chỗ khu Di Liêu National Geological Park luôn, giống chiếc dép bên này các bạn. Tuyệt tác của tạo hóa. Wow, hay quá ta. Wow, nhìn y chang dép của người khổng lồ nè, của Gulliver. Dễ thương ghê. À, còn bên đây có một cái giống cây đèn cầy, họ gọi là cây đèn cầy. Ghê không? Làm nhớ kiểu giống ở Sơn Đòn. Sơn Đòn cũng có cái này nè. Sơn Đòn cũng kiểu cái bánh cưới quá đèn khác mà lớn hơn nhiều trong cái hang các bạn. Chính nè các bạn, Queen Head. Các bạn nhìn giống không? Cái mặt quay qua bên trái nè. Cái búi tóc nè. Cái này muốn chụp phải xếp hàng rất là lâu, 10 15 phút nhưng mà thôi. Thấy cái được rồi. Cái này cà phê của Đài Loan nè các bạn, chuyên cấp. Này giống ủ lạnh quá ta, xuống cà phê. Giờ nhìn giống mấy cái bệnh hóa học quá ha. Đây hay á. Đây là cái phố cổ Chiêu Phân đây các bạn, Chính Phân. Hồi xưa là cái làng chài, sau này là có tìm được vàng, bà con đổ xô tới. Này trước có 9 người một nhà đi mua đồ là phải mua cho
8 nhà kia là thành 9 nhà là 9 phần, 9 gia đình. Chiều là 9 phần. Nhìn cũng không mới lắm ha, sửa chữa là cũng nhiều nè. Đi dạo trong cái làng Chiufen các bạn, cái này cũng mua sắm là chủ yếu thôi. Làng cổ, cũng không còn cổ lắm ha, không có đẹp như bên Hội An, cùng một màu. Này kiểu trên núi chắc thời tiết rồi mọi người cũng sửa chữa đồ lại rồi, bán đồ là chủ yếu, không có gì để tham quan nhiều các bạn. Đó, mua bán là chính thôi, nhà cũng không có hệ cổ lắm, cũng không có bằng kiểu lâu đời như kiểu Hội An, nhưng mà cũng có một cái nét viên, quán ăn nhiều món đặc sản, giá rất là rẻ. Đây, đi đến đây ăn tới đâu cũng được ăn thử, riết no luôn, khỏi ăn trưa nữa. Ok, thank you. Ăn nãy giờ là Jelly. Tới đâu cũng ăn thử rồi no luôn. Chiufen, Old Street, làng cổ Chiufen. Củ phần các bạn, hay kêu là củ phần á, củ phần 10 phần. Chiufen. Thì các bạn biết cái anime mà Spirited Away á, có cái bài mà Away With Me mà mình hay mở hay nghe đó, thì vô diện á, đúng rồi, thì cái ông tác giả là lấy cảm hứng từ đây, ông ngồi bên kia ông nhìn qua đây nè các bạn. Thì đây cái đường hầm đi vô mà xong cha mẹ của con bé bị biến thành hai con heo là đi vô đường hầm này. Đó, rồi cái vô diện, cái nhân vật mà vô diện á, không có mặt thì là lấy cảm hứng từ cái hình này đây. Đó, từ cái quán cà phê này, quán ăn này các bạn. Bạn nào fan của cái truyện Spirited Away thì qua đây. Ok. Ở đây là có một cái ông tượng, đây là xuất thân. Mới đầu là phát triển là do cái nghề đầu vàng nè. Bức tượng này cũng lâu rồi nè. Mình ăn kia chicken curry, cơm gà. View tuyệt đẹp luôn, ngồi nhìn ra bà con đi mua đồ. Đây là mình với một bạn mới làm y tá ở Los Angeles tên là Ben, American. Ben kêu yes, một sir. Phần chicken curry với một lần beef noodle luôn các bạn, ăn hai cái luôn. Ok, bye bye. Bye. Mọi người sẽ ghi cái lời chúc, cái điều ước vào những cái này. Có để sẵn những cây viết ở đây đây. Đó, mực đen, giống như viết thư pháp. Đó, cái này chia theo cặp, hai vợ chồng sẽ ghi với nhau, ghi bằng muốn ghi gì ghi. Thì anh gai nói là màu đỏ nó sẽ may mắn. Đó, nên chia nhóm, nhưng mà ba người, nhưng mà mình nhường hai bạn này ghi. Thì cũng không biết ước gì. Đó, quay video chơi thôi. Đó. Lớp. À, bạn này chắc chắc đang cầu duyên. Oh yeah. Chắc đang cầu duyên đây. À, bạn nữ này người Slovenia mà sống ở Đức các bạn. À, dễ thương ghê, mọi người ghi lời chúc của mình đây. Đó, thì nói là nên ghi bằng tiếng Hoa, tiếng Taiwan. Đó, thí dụ không biết thì có bản ghi sẵn nên cái lời chúc. Tại vì chạy về chắc thần bên đây với tiếng Anh không có hiểu nên phải bạn viết bằng tiếng Hoa. Đây là từng màu là có ý nghĩa nào các bạn. Màu đỏ là sức khỏe, hòa bình, tuổi thọ. Màu vàng là tiền đây. Cần tiền thì lấy màu vàng. Màu xanh dương là tăng lương, lên chức. Màu này là cho thi đậu đây. Màu trắng là may mắn, thành công gì đó, bla bla bla. Đó, muốn ghi gì ghi, ví dụ cầu tình yêu thì ghi cái chữ này mà mấy bạn này chắc không có biết viết nổi rồi, đâu có dễ đâu. Đó, ghi lời chúc vô đây. Tiền thì trong tour có rồi mình không biết nhiêu, chắc cũng không có mắc đâu. Kia có Việt Nam quán, chắc của người Việt vận hành. Nó sang tiệm cho người Việt Nam nè, cũng khá nhiều khách Việt Nam ở đây các bạn. Mua thả đèn trời, cầu may. Lời chúc tiếng Anh viết xịn quá ta, học lẹ ghê. Lửa tới đây. Giống như đường tàu Hà Nội mà bị cấm rồi, ở đây chạy vô tư, phải né vô cho xe lửa qua. Nhìn cũng ghê phết ha, ai lỡ cặp chân cái là lên đường khỏi tết luôn. Mấy xe lửa chạy chiến ở đây. Từ đây các bạn muốn như đi về làng mèo cũng được nè các bạn. Lần đầu chạy ra chụp hình thì trời ơi, sống ảo ghê không. Thả lồng đèn dễ thương quá các bạn. Rất là đông khách Việt Nam ở đây, chắc đi chơi trước Tết. Đó, mạnh ai nó thả lồng đèn, chụp hình. Đây. Đó. Cầm lên à, bắt đầu thả nè. More travel tours, này chắc cũng pha du lịch. Muốn đi du lịch thật, ước đi du lịch thật nhiều. Đó, lên kìa. Be shop my. Ok, đi xe lửa nó tới nè.
Có mấy người ngồi trên luôn kìa, vô tình vô phim hết luôn. Chiếc này cũng dài ghê ha. Rồi xong, xong ra thả tiếp. Lên nè. Lên luôn. Lên đường xíu là nó rớt xuống rồi các bạn. Lồng đèn bay theo làn mây, mang được ước của mọi người. Mà bay được một xíu là rớt xuống, không biết có thành không ta. Nhưng mà cũng dễ thương ha, biết làm du lịch ghê các bạn. Tuyệt vời, trải nghiệm nhỏ mà khách cũng vui. Đó, mây tới là nắng đường xíu rồi nè. Khách 10 phần. Wow, đẹp ghê chứ. Mở trên có vẻ như họ can thiệp làm cho nó thẳng ở trên hay gì nè. Nước nó đều nè. Mọi người nói đây là cái thác đẹp nhất của Đài Loan. Cũng hoành tráng nhưng mà ngoài nó không nhỏ, không có đẹp bằng mấy cái thác ở Việt Nam đâu. Mấy thác Việt Nam nhiều cái nó hoành tráng hơn nhiều. Nhưng mà cái này quá hay rồi. Nhìn nó đều ha, ngăn nắp. Giống na ná cái tháp dưới của thác Bản Dốc nè các bạn. Phía sau là thác Siphon đây. Nó bị trên sáng nên phía sau thôi bị cháy sáng. Thấy nước nó văng đây nè. Nhìn cũng đẹp quá ha. Mình đụng vô đây cái là cho nó mờ, cho nó phía sau tối lại một xíu để nó sẽ đẹp. Ok. Hello Siphon Waterfall. Rất là xinh các bạn. Zoom lại xíu nè. Đẹp quá ha. Nhìn cũng hơi thấp chứ không có quá cao đâu, cao chắc chừng 20m à, không có quá hoành tráng đâu. Mà nhìn zoom vô, mọi người nói là Niagara của Taiwan, nhìn cũng giống ngay chỗ thác chỗ móng ngựa ha, từ phía Canada nhìn qua các bạn. Niagara nằm giữa Mỹ với Canada, bên đây là Mỹ, bên đây Canada, còn bên đây là Taiwan. Các bạn làm một dĩa mì bún chứ với thịt vịt chặt ra nè, một cái đùi giá 300, hơi mắc ha, nhưng mà cái đùi 300 là khoảng 200 mấy ngàn, nhưng mà xứng đáng, nhìn rất là ngon. Muỗng đũa để sẵn đây, rồi nhìn ra ngoài đường bắt đầu mưa lạnh nữa rồi, thánh mưa. Rồi ăn vịt ngắm mấy em gái. Mình đi ăn sáng hôm nay với ngày mai nữa là bay về Việt Nam. Nay đi chơi với một bạn Việt Nam làm tour guide ở đây, book xe riêng một ngày luôn. Cái này mình ăn sáng với mì, hai cây hot dog trứng các bạn, với gà cung bao và một ly trà đá. Này dĩa này bọc cái này để khỏi rửa. Dễ thương. Rồi mời các bạn ăn sáng. Trong hầm đèn sáng quá các bạn. Chạy xe chiếc Lexus này Việt Nam chưa có bán. Chờ tốc độ có 60 thôi. Này, đường nhỏ các bạn, toàn núi non không. Các bạn ra khỏi cái đèo, cái hầm dài nhất Đài Loan. Mười mấy cây đúng không? 12 cây chính. Nói từ Đài Bắc qua tới Di Lan. Làm giáo công ty Di Lan Đài Loan hồi xưa. Hồi xưa có bán máy cho bên đó các bạn. Nãy bên đây chào mình đi chơi. Ở Đồng Tháp các bạn. Và thực tập thì học rồi thực tập bên đây luôn. Làm tour guide các bạn có qua muốn liên hệ. Nhu cầu thuê tài xế chở đi chơi làm tour guide nói tiếng Việt thì ủng hộ đồng hương. Yeah. Có xe xịn luôn. Đó, vậy tới nóc luôn. Cái này là mình đang đi về bờ Đông. Ví dụ Đài Loan ở đây thì bữa đi Đài Trung xuống đây, thì bây giờ mình sẽ đi phía bên đây, toàn núi không, 80% núi Di Lan. Qua búp xe nói mật khẩu bạn Đăng Khoa sẽ được. Đúng rồi. Một cái ôm nồng thấm. Các bạn, đây là đi vô một cái rest stop đây. Các bạn xem mình sẽ thấy mấy cái rest stop bên Malaysia rất là xịn rồi. Đây là một cái rest stop của Đài Loan. Đó, cũng có bảng hiệu các bạn thấy rất là giống bên Mỹ ha.
Malaysia với Đài Loan là bản bên Mỹ giống y chang. Bắt qua đường bản chính là màu xanh lá cây, màu nâu là mấy điểm tham quan, xanh dương là hướng dẫn này nọ các bạn. Đây, vô trong bãi đậu xe, trời mưa nhẹ, có trạm sạc EV luôn nè, mua sắm, ăn uống. Mà dân bên đây mấy đại ca chạy không thấy ai xi nhan đó ta, qua đường quẹo phải quẹo trái gì trời ơi, thiệt tình. Rồi đây, dừng ý đi vệ sinh, ăn sáng rồi, vô chơi xíu. Y chang màu bên Mỹ luôn. Chang bên Mỹ luôn ha. Đây các bạn, trạm dừng chân ở Đài Loan. Đó. Kim luôn một cái trung tâm mua sắm, ăn uống của Family Mart. Wow, đẹp quá ta. Có một cái Family Mart nữa các bạn, bán đồ ăn uống, tiệm bánh này nọ, như một cái trung tâm thương mại luôn ha. Đẹp lắm các bạn, các cửa nếu màu đỏ là có người, màu xanh là không có người. Rồi ghế massage sưởi đầy đủ như bên Nhật luôn, quá xịn. Cái hầm vừa cho một xe chạy rồi các bạn, không đủ để hai lên luôn. Đèo núi quá nhiều này, chi phí xây dựng đầu hầm núi luôn. Này giống trong game Need for Speed hồi xưa không? NASCAR, Need for Speed đi hay chàng. Còn ăn cơm 200.000 các bạn, 210 đúng không? Cơm gà, rau củ, bánh mì rất là ngon, một phần nước uống luôn nè. Rồi có dessert luôn, có tráng miệng luôn các bạn. Đây, ăn cũng ăn giống mình. Đây. Vô. Mời ăn trưa các bạn. Phần ăn 210.000 quá rẻ. Rồi, mời các bạn cơm. Này sốt. Thơm. Chị em đi phượt nè các bạn. Đi nhìn giống chiếc NVX, chiếc gì Lufia cho tao. Yamaha. Chị em mang ba lô đùm đề đề đi chơi mà mưa quá mưa. Cô dài già không? Quán trầu đúng không? Nhai trầu cho tỉnh. Đúng rồi. Vô mấy cô là mặc bikini không đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chắc U40 hết rồi. U50, giờ mấy ông mấy cô chú bán không. Ok. Này giống như miền Tây có cái quán cà phê mà có hai cây dừa trước đúng không? Hai cây dừa trước, đặc sản miền Tây là vô uống cà phê xong mệt thêm. Rồi mốt các bạn có đi Đài Loan ghé mấy cái quán trầu, nhai trầu cho răng đen. Rồi chớp chớp. Cái đèn chớp chớp. Ok. Rồi vô có mấy cô mặc bikini phục vụ. Giống cà phê hai cây dừa miền Tây. Các bạn, nãy cho nó một cái donut rồi. Nịnh và lại nịnh nữa nè. Ghét quá nè. Lông đen đẹp thân thiện quá con. Này ở chùa chắc ăn chay hả con? Đưa nết là đồ chay nha. Cho mày ăn giờ. Lại nịnh tao kiếm ăn nữa đúng không? Thương quá. Xe đi đường nhỏ các bạn. Này giống dưới quê này. Này mấy ông nào xỉn xỉn chạy dắt. Lột ruộng té mương. Giống mấy ông dưới quê miền Tây. Lột ruộng té mương chết hoài. Không tở. Rất là nhỏ này, hai xe qua xe lượt gặp xe bự bự cũng hơi đuối. Quá kẹt xe quá các bạn. Nên công nhân bỏ mấy cái trụ nón xuống phân làng làm gì đây, kiểm tra nồng độ cồn hay gì đây. Đèn chớp nó phải gắn đèn cho su cốc cho an toàn. Anh ta thấy mình. Đây, bữa tối cuối ở Đài Loan trước khi về Việt Nam làm dĩa cơm các bạn với canh thịt heo. Ăn nay không ăn quán mà ăn một cái nhà hàng ven đường thôi, một cái street store, một cái street food. Đây, có để bình ga và thêm một dĩa thịt này.
Đây, thịt heo luôn. Ồ, hấp dẫn chưa? Không biết nhiêu tiền, kệ kêu đại. Thấy menu nhìn ngon ngon kêu thôi các bạn. Mời các bạn tối. Đây là đồ ăn ven đường ở Đài Loan đây. Nhìn rất là ngon ha, nóng hổi luôn. Luôn các bạn, bánh pineapple đây. Đó, bánh khóm. Này nhiều người thích đây, mua về cho các bạn chưng Tết, tặng bạn bè. Rồi thêm mấy cái chai lăn cổ rất là thích luôn. Đó, rồi thêm bánh mochi các kiểu, bánh mochi vị trà sữa trân châu luôn. Đây, về chưng Tết là hết bài luôn, tặng bạn bè, gia đình, bà con. Đó, mua bánh quá trời, phải đóng thêm cái thùng nữa rồi. Hôm nay chú trà sữa xin phụ tang này xếp hàng sáng trưa chiều tối, nay sáng sớm nên chú ai nên mua thử nữa các bạn. Mua một ly được tặng hai cái sticker xin phụ tang rút thăm được đồng xu với thêm một cái tờ chúc gì nè bốc thăm đại. Đây các bạn sẽ được một lần đâm cái lỗ này để coi cái gì, cũng như là rút một cái này ra các bạn, thì mình rút ra được tờ này số 5. Bạn có thể tìm được 1000 lý do để yêu anh ta hoặc là cô ta, nhưng mà cô ấy chẳng cần lý do gì hết và vẫn yêu bạn như thế. Ghê ghê. Trà sữa có hơi lửa gì trên đầu nữa nè. Vị kia bốc khói luôn kìa. Rồi mời các bạn uống trà sữa Đài Loan. Từ ngay chỗ cái chân sau các bạn chạy xuống khoảng 15 cây nữa là sẽ chạy dọc dọc mấy cái đường, nó rất là đẹp. Chạy xuyên dưới núi thì dọc theo con sông sẽ đến là Trường Xuân, Changchun, Trường Xuân, một cái đền ha, nằm ngay cái chỗ đá ở trên nó chảy xuống nhìn thấy ghê ghê ha, nằm bắc ngang qua một cái con suối rất là đẹp các bạn. Nước suối rất là trong nè các bạn, chạy từ trên núi xuống nè, cảnh đây nhìn giống New Zealand, chạy dọc mấy cái thung lũng. Ồ, đẹp không? Còn đây, đây là cái đình Trường Xuân. Ồ, cảnh thiên nhiên này là cái chỗ ấn tượng nhất mấy hôm nay nè. Đó, kiểu các cảnh thiên nhiên này. Còn mấy cái kia phố cổ rồi thành phố rồi cũng không có thích lắm. Này các bạn, để mình zoom lên. Đây. Có một con suối. Hai cái đình, cái cầu. Giống như cái chỗ vậy Ninh Bình mà cho vua ngắm cảnh, là một cảnh vậy đó. Chảy xuyên qua con suối nè, chảy xuống đây. Xinh ghê ha. Wow. Còn ở bên đây là gì? Bên đây là có một cái đường mọi người có thể đi bộ. Ở dưới cái mấy cái đường đi này cho đi bộ thôi các bạn. Vách đá này làm nhớ giống như bên Pakistan, đường đi la đất rồi nè. Chạy xuyên với mấy cái dải đá nè. Đẹp ha. Đây có cái cầu màu đỏ đẹp quá nè các bạn. Nhìn cứ như là San Francisco Golden Gate. Đó. Cái cầu này sẽ chạy từ bãi đậu xe chưa vô đây, đi tiếp đâu đó không biết, nhưng mà sẽ có một cái đường mình không có đi tiếp cái đường này qua cái cầu này các bạn, mà đi vô sẽ đi vô cái đường này nè. Mốt các bạn tới đây đi thử nha. Trường Xuân luôn. Ok, vô cầu Trường Xuân, vô là 1000 mùa xuân, sống hoài bất tử luôn các bạn. Đi vô đây, đi vô đây thử chui với mấy cái đường dưới vách đá nữa các bạn, vô thử coi có gì. Các bạn đi xuống cầu thang từ cái cầu màu đỏ nha, sẽ vô tới đây các bạn, đi vô tới một cái ba cái tượng Phật ở đây. Đây là hình ảnh về đây, chắc của cái ông đầu tiên khởi xướng xây cái tượng Phật, đào cái hốc ở đây để xây cái tượng Phật các bạn, tượng Quan Thế Âm đó. Rồi này có ai cúng vậy nè, cúng đồ ăn này nọ các thứ. Trường Xuân luôn đúng không? Trường Xuân, Trường Xuân Channel hả? Củ Chi Channel. Đi vô cái hốc này các bạn, đi con đường đã này, giống địa đạo quá ta. Địa đạo Củ Chi này, Trường Xuân Channel. Đi vô một cái chùa Trường Xuân, xuyên cái đường này, đá bọc ở trên rất là cứng cáp, cũng hên xui không biết được. Đây các bạn, đi vô địa đạo Củ Chi, ủa lộn, Trường Xuân Củ Chi. Củ Chi Thanh Hồ. Lâu lâu có mấy cái hốc nhìn ra nè, đẹp không?
Đây là con đường đào thủ công bằng tay luôn nè, gắn đèn xuyên ở đây sẽ đến cái đền chùa đền đền cái chùa ta đền Trường Xuân đền đền Trường Xuân Temple Trung Chan Temple. Wow, qua đây thấy được cái cầu đẹp quá kìa. Wow, qua đây luôn, đỉnh không? Nó tới đây là nhớ đi bộ vô để có mấy cái view này rất là đẹp các bạn, trải nghiệm Trường Xuân Thanh Nô. Ok, đây. Cái view nhìn đẹp chưa các bạn? Có một cái cầu màu đỏ phía xa luôn, cầu Trường Xuân. Dưới là nước suối thơ mộng dễ sợ. Dễ thương quá các bạn, nước suối trong quá nè, trong veo luôn. Còn đây là đã đi lên đến cái đền mà nãy các bạn thấy từ xa có dòng suối chảy xuyên qua đó, thì đây là đây đó, nước suối chảy xuống nè, chảy xuyên qua giữa hai cái đền này các bạn, đẹp ghê chưa, trong nước luôn. Chào các bạn, ngày cuối ở Đài Loan rồi. Và chiều nay mình bay về tranh thủ ghé cái tháp CP101 Đài Bắc 101, từng là cái tháp cao nhất thế giới, nhưng mà sau đó bị cái Burj Khalifa nó xóa ngôi rồi các bạn. Đây, ra quá đụng mây luôn kìa. Hello CP101. Từng tháp có mấy cái bức tường này có khắc tên, không biết là tên gì ha, nhiều màu sắc đó các bạn, không biết ý nghĩa là gì ha. À đây, still many partner for the store. À cái này chắc mấy partner hoặc là mấy cái nhà tài trợ hoặc là công ty thuê văn phòng ở đây quá. Xong rồi ai sẽ được khắc tên vô. Rồi một cái bảng có chữ tình yêu nổi tiếng ở đây, ngay ở dưới chân cái tháp luôn các bạn, cái tháp CP 101 luôn. Wow, gió mạnh dễ sợ, mấy lá cờ phấp phới luôn. Này sóng ảo nè. Đây, ngay dưới chân tháp luôn. Đó. Giờ mình có mua vé trên Reloca rồi, cái voucher để vô lên trên ngắm cảnh từ ở trên các bạn. Bây giờ để vô bắt đầu đi vô đây nè. Bị miss cái tháp Petronas. Bây giờ đi vô đây tháp này, chắc chắn là không miss rồi, mua vé rồi. Đây, đi vô cái tháp. Gió mạnh lắm các bạn. Để coi lấy vé ở đâu. Wow, ở đây là dưới chân tháp nè. Hình dễ trang trí, giống như sáng kiến ha. Đây là một cái hình gì đó, nhìn lạ ghê. Không biết cái con gì, con linh vật gì, à bơm bằng hơi. Đây là con linh vật gì đây? Luminous Whisper, lời thì thầm phát sáng. Komiya Yukima. À con talisman linh vật 4 mắt 2021. Cứ hỏi mấy anh bảo vệ. Đi vòng qua bên mấy cái thang máy đến cái thang nhỏ này, đi lên tầng 5 các bạn, để đổi vé. Đây, lúc này nó nổi nè. Đây, tầng 5 đây. Qua đây các bạn, qua đây đổi vé. À, tầng 5, các bạn lên tầng 5 các bạn tự mua vé ở đây. Còn mình đặt trước rồi. Đây là giống như cái bảo tàng đó các bạn, World Trade Center ở Mỹ nè. 541m cao hơn rồi, 206 Pyramid. Tháp Tokyo Skytree là 634, còn cái tháp 101 là 508 các bạn. Giờ là bị cái Burj Khalifa vượt qua rồi. Petronas cao hơn Petronas luôn, Petronas có 400 mấy thôi, còn Burj Khalifa là 800 mấy luôn nè. Đó, đây là một cái mô hình. Rồi bây giờ mình vô mình đổi vé các bạn. Vô đây, vô chỗ này đổi vui sờ, đã mua rồi, bây giờ mình lấy vé thôi. Đặt trước các bạn, vô hàng này có mình thôi, các bạn đổi vé nè các bạn. Giá là 50 đài tệ, bốn mấy ngàn ha. Nhưng mà bữa mình mua là 400 mấy thì cái này là phần ăn, được một phần ăn 50 tệ luôn. Còn cái này thêm một cái phần khuyến mãi gì nữa đây, cà phê 100 tệ 80 ngàn. Bữa mua vé là 400 mấy gần 500 ngàn á. Đây là vé. Nay bạn đó nói là nay trời rất là mờ nên có gì không có được quẹt vé. Nay trời mù quá các bạn. Ok, bây giờ xếp hàng vô đây. Wow, đây có nhiều cửa hàng bán đồ ghê. Và lưu niệm mà sáng mình mới đóng thùng full hết rồi. Đi vô đây các bạn,
có kiểm tra an ninh nhưng mà không có làm việc. Wow, đẹp ghê không? Cho bạn xem cái trải nghiệm này, các bạn nào có dịp đến Đài Loan nhất định phải thử. Này chụp hình miễn phí luôn nè, không biết có tính tiền không. Mình thích cái tháp này nè, đây. Alright, that's fine, yeah, thank you. Đây, chụp hình làm cái khung này tính tiền chứ đâu có miễn phí đâu, đây. Đó, ghép vô, mình có S24 thì mình tự ghép cũng được. Chứng nhận là cái kỷ lục Guinness thang máy nhanh nhất thế giới nè các bạn, làm bởi Toshiba Building System. Tốc độ tối đa là 1000 m một phút. 1 phút là chạy lên được 1 km luôn. Ghê không? Vậy có nghĩa là từ đây lên kia 500 m là có mất 30 giây để lên tầng cao nhất, gần cao nhất. Thấy trực tiếp nè các bạn. Ù tai luôn, cứ như máy bay luôn. Ghê không? Tầng chạy cực lẹ luôn nè. 300 m nè. Wow. Này mới chạy nữa tốc độ. Chạy có 20 giây là tới rồi. Đây các bạn, cảnh đẹp không? Wow, toàn thành phố nè. Không thấy cái bếp gì luôn. Không thấy cái quần bị handicap gì luôn. Đây coi hình đầy đỏ. Trời, quái quá quái. Cái này các bạn tương tác được nè các bạn. Coi tạm ở đây cũng được. Nó cảnh toàn cảnh Đài Loan đẹp ghê không? Đây. Wow, cảnh Đài Loan nhìn từ tòa tháp cao nhất Đài Loan. Quá đẹp. Cảnh sắc rạng rỡ luôn. Cười chết quá. Đứng một hồi nó bắt đầu nó tan sương mù, tan mây ra nè. Thấy hơn đường xíu rồi nè. Quá xui. Ồ, như có cảm giác nó hơi lắc lắc nhẹ các bạn. Trên cao mà gió thổi mà. Đó, ghê không? Cái mình muốn đến đây để mình xem cái này nè các bạn. Tunmas Temple là một cái quả tạ nằm ở trên đầu, trên đỉnh để nó sẽ xoay. Nó sẽ xoay để cho cân bằng lại với sức gió các bạn. Nó sẽ chủ động nó di chuyển. Đây, các bạn thấy mấy cụm dây cáp treo ở trên không? Đó, đây là một cái quả cầu khổng lồ. Này trước mình có thấy trên mạng, hôm nay mới thấy trận mắt chứng kiến nè. Không ngờ cuối cùng cũng nghe thấy ngoài đời ha. Nè, dây nó sẽ treo ở dưới. Các bạn thấy có mấy cái lò xo piston thủy lực đây. Thì gió thổi chiều nào thì nó sẽ đẩy cái cục này qua cái hướng kia, cái hướng ngược lại. Nó sẽ kéo mấy cái dây, kéo cái đỉnh tòa nhà để cân bằng lại. Đó, các bạn thấy nó xoay không? Thấy nó di chuyển không? Hồi xưa biết sao người ta đem cục này lên hay ha. Nghe rõ tiếng động cơ luôn nè. Đây là định luật vật lý 1.3 Newton. Đây có một cái màn hình mô tả cái cách hoạt động cái cục này để làm gì đây. Cái cục này sẽ giúp giảm cái chuyển động lắc của càng gần trên đỉnh để nhân viên làm không có bị kiểu ối mửa, bị cảm thấy lắc đảo điên đó các bạn. Thấy chóng mặt đó. Cái piston nè, để mình zoom cho các bạn xem coi nó có chuyển động không nha. Đây. 600 tấn nguyên cái cục này. Chắc đứng gió rồi. Đó. Cục tạ 660 tấn treo lên dây. Gió lắc ở đâu thì nó lắc ngược lại. Thêm một cái màn hình nữa nè.
giảm rung động tới 40% các bạn, chỉ bằng một cái thiết kế thế này. Xịn ha. Quá phê. Khi gặp động đất hay là có bão thì nó sẽ rung rất là nhiều thì mới thấy nó hoạt động nè, mới thấy nó chạy rõ ràng nè các bạn. Năm 2015 nè. Có đợt bão Sudilo vậy nè, thấy nó rung ghê không? Wow, này là cái Thunmax Damping, cái wind damper là lớn nhất thế giới luôn các bạn. À, này mới thấy nó rõ nó xoay nhiều thế nào nè, thấy không? Đó. Năm 2014 từ 1 giờ 23 đến 2 giờ 241 nè. Đây là cái màn hình thông số nè. Đó mới thấy nó rung nhiều, còn giờ gió nhẹ thì gần như khó thấy lắm. Xịn. Năm 2015 lắc ghê không? Con vé các bạn được lên tiếp tầng 91 nè các bạn. Này 88 lên 91 là ra ngoài. Không phải đứng sau màn kiến nữa. Nhưng mà trời cũng sương mù không thấy gì hết. Này trong trơn trong mắt. Chỉ được đứng trong diện tích này thôi. Cái này là gần lên tới điểm cao nhất đây nè. Các bạn mua vé nữa thì mới được lên tầng cao hơn nữa các bạn. Rồi đi ra ngoài, đi Skywalk là quấn dây rồi đi xét ngoài rìa đó. Còn này là gần top rồi. Đây. Gần trên cao đỉnh nhất của Taipei 101. Yeah. Các bạn đi được 3 tầng. Các bạn xuống tầng 88 để xuống, trước khi xuống thì quẹo vào đây. Các bạn sẽ đứng gần cái cục damper hơn nè. Cái quả tạ hơn nè. Thấy được cái hình tròn của nó luôn nè. Hôm nay gió nhẹ không có thấy nó di chuyển ha. Tầng hầm là cái sở chứng khoán, giao dịch chứng khoán Đài Loan nè các bạn. Đó. Còn dưới có một cái mall và cái food court ăn uống luôn. Tôi đã mua sắm với đồ ăn uống luôn các bạn. Ồ đây. Quá đông vui. Làm nhớ kiểu Vitesco ha. Takashimaya. Đây ở dưới tầng hầm là cái chỗ trung tâm ăn uống đây. Cà phê. Cho dân phòng xuống đây ăn trưa. Kêu tô phở luôn. Ăn thử đồ ăn Việt Nam bên đây coi sao. Mấy hôm nay chưa ăn đồ ăn Việt Nam bên Đài Loan. Cộng đồng người Việt rất đông. Đây là quán tên là phở máy bay. Bên Mỹ là phở tàu bay. Bên đây là phở máy bay ha. Đây đợi tô phở. Đài Loan các bạn mình kêu phần chua cay. Chanh tương đối đây. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Giá là gần 300. 300 đài tệ là khoảng 200 hơn 200 ngàn á, 250 ngàn tô phở. Sắp về rồi các bạn, phía trước là tòa nhà hành chính City Hall của Taipei, bên kia nó là bảo tàng Tôn Giật Tiên, mộ đài tưởng niệm. Bây giờ mình sẽ còn 2 tiếng thôi, mình đi dạo một vòng rồi lên tàu đi xe ra sân bay chuẩn bị tạm biệt Đài Loan các bạn. Phía xa cờ kia như là của mấy nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan các bạn, kia như có cờ Panama kìa các bạn. Không rõ lắm, để tí nghiên cứu Mexico nữa kìa. Đây là sông Tam Xuôi nè các bạn. Chia đôi Taipei và New Taipei, thành phố mới, giống kiểu Thủ Đức vậy đó. Sông Tam Xuôi. Dọc đường còn công viên, cây cối nhiều để chạy bộ các bạn. Đây là đang ra sân bay rồi. Phía trước xa là khách sạn The Grand, Grand Taipei ha. Ở dưới có một cái hầm bí mật. Đây cũng có nhiều chỗ có cái tránh bom để lỡ có bị airstrike thì núp xuống. Rồi cũng thấy bảng nhiều lắm. Đây. Vẫn không thấy nắng mặt trời mấy ngày ở đây. Có bữa xuống Đài Trung thì được một chút. Đây, đường cho có 70 dân Mỹ qua đây chạy chắc quải lắm. Tại trời chạy chậm quá. Với đường nhỏ chậm. Bài ơn đây. Mốt và các bạn mà qua ví dụ book tour ân xe được 6 người đúng không? Đi xe này, biển số này nha. Đó, đi Toyota chạy vòng vòng ủng hộ đứa em mình làm khi tour. Khi mà qua thì đọc tên của anh Hoa là được giảm phần trăm. Một cái ôm tóm tiết nữa. Rồi. Ok, bye bye mọi người, ra sân bay rồi, chuẩn bị bay về. Bye ân nha. Tối lại chạy tour tiếp. Rồi. Ra đây để các bạn, mốt các bạn qua hú ân, cái gì cần contact mình đưa cho. Book ủng hộ đứa em.
khởi nghiệp bên đây, kiếm tiền đi học, vẫn đang đi học đại học chưa tốt nghiệp, vừa học vừa làm thêm, rất là giỏi các bạn. Đó, có xe chạy đàng hoàng, vững cù gai luôn. Rồi, đây là sân bay Đài Viên, 6 ngày ở Đài Loan, cũng sắp kết thúc rồi. Về ăn Tết thôi bà con, bye bye. Các bạn, vô sân bay Đào Viên, là sân bay bữa mình hạ cánh luôn. Sân bay chính của Đài Loan, ở thủ đô Đài Bắc, Taipei. Vô ráp cái thùng lại với cái vali để cho an toàn á. Các bạn, dịch vụ đóng gói ở trước quầy số 18 nha, chỗ Island 18, đóng lại cho an toàn. Vô mình dán băng keo kỹ lắm rồi, mua cuộn băng keo luôn. Cái này làm dây lồng cộng ha, bên không bằng mấy đại ca bên Việt Nam, làm nhanh hơn, mắc hơn. Các bạn về Việt Nam ăn Tết thôi. Trước khi đi thì các bạn tập thói quen coi là coi đồ của mình có qua mấy cái này, nhiều khi bị giữ lại kiểm tra đó. Coi nó qua hết chắc chắn thì yên tâm, không người về mà hành lý ở lại nhé. Rồi, vô thôi, kiểm tra an ninh. Bữa ăn cuối Đài Loan trước khi về các bạn, một dĩa mì, gà, thêm tô súp các bạn. Phần này 208 trong sân bay mà giá vẫn như ở ngoài ha. Mà phần này 3 món mà lại rẻ hơn nữa. À, khoảng hơn 200 ngàn, thêm một chai bia nữa. Tạm biệt Đài Loan, khu ăn uống food court ở tầng 2. Rất là thích sân bay này nha, đông đúc vui. Đó, đồ ăn ngon rẻ các bạn, mời các bạn ăn tối. Tới lên sân bay rước cho nữa. Quà của Vespa tặng nữa các bạn, về khui quà mệt xỉu luôn. Cảm ơn nhiều nhãn hàng đã tặng quà mình, đây là của Vespa, không biết là gì đây, đố bạn là gì nè. À, bộ cờ cua cá cọp. Ủa lộn, bộ cờ cá ngựa nè các bạn. Đó, dễ thương ghê chưa, này lắp ghép đồ lại nè, này Tết về gầy sòng thôi. Yeah, đây là bao lì xì của Operation Smile cho mình làm đại sứ nữa các bạn, đẹp quá các bạn. Dịp mấy năm sau mốt có các bạn mua ủng hộ. Còn đây là postcard của chúc năm mới của Suzuki, bạn Chimney màu xanh, bữa mình có review các bạn, kèm quà tặng là một cái ghế. Bữa có cái bàn rồi nay có cái ghế luôn, đúng đồ đi chơi nha. Dạ, yeah. Chào các bạn có thấy gì quen không? À, đây là mình ở đại lý Subaru, chỗ quen thuộc. Lần nào về Việt Nam cũng lấy xe chạy đi chơi, tại vì mình thật sự rất là thích Subaru. Đi lúc đi thì đi Sucop Suzuki, còn lúc về Việt Nam thì đi Subaru. Sau này có gia đình chắc chắn sẽ mua một chiếc, tại nó an toàn, nó khoang rộng rãi, dễ chạy các bạn, và nhiều tính năng, an toàn cho gia đình. Nhưng mà cái đó là khi nào có gia đình, chắc khoảng 2-3 năm nữa. Còn bây giờ mình lên thì vẫn đi Subaru, Tết lấy chở gia đình đi chơi. Đó, các bạn ra mua Subaru sẽ được nhập mật khẩu, bạn đăng khoa sẽ được giảm siêu ưu đãi. Rồi, đây các bạn, các bạn nào theo dõi mình từ lâu cũng sẽ đều thấy rất là thân với Subaru. Và như Tết năm ngoái chạy Subaru về chơi mà màu xanh lá, nay chạy màu xanh dương. Yeah. Các bạn, tại mai có cây bông mai bự quá các bạn, quá trời bự. Đây, hello mấy anh em. Chỗ quen các bạn. Hôm nay qua mua cái điện thoại sẵn chúc Tết ông Nguyên không. Đây, quá cây mai vàng, cầu thang cũng vàng rực luôn, quá trời hoa cỏ, xe nhiều quá chạy sao hết. Đây, hello Nguyên Vlog. Quay từ dưới giờ xiên lắm. Đầu có này tuột rồi, mấy hôm nay không có chạy xe, sẽ chạy xe mới lên. Rồi các bạn, đây hôm nay là dớt khách, một những hàng khách hàng cuối cùng của năm, chốt sổ. Ăn ké bánh mì thịt nướng của bà xã làm, ngồi thương hiệu Giòn Giòn, Giòn Giòn chấm com đó. Đang ngồi ở tiệm ông Nguyên các bạn, ăn ké ổ bánh mì xong rồi chạy về tiếp, tại khuya nay là phải về tới nhà rồi. Đó, dưa leo rau thơm, rau răm đó. Hello ông Nguyên Vlog. Đây, từ Mỹ đúng 2 tuần trước ha, 2 tuần trước, 17 tây, 17 tháng 1 các bạn. Đây ly của ông Nguyên đây. Đó. Ăn cây được đúng không? Ăn cây được ạ. Cây mình có nhiều cấp độ lắm. Cây cây vừa thôi. Rồi. Cây vừa là này, cây quá đã. Rồi. Cây quá đã các bạn. Hộp đẹp ghê không? Đẹp ra luôn.
Dạ. Đó. Đó. Anh tên gì? Anh tên Ninh. Anh Ninh. Ớt này là ớt Lost, Lost and Spice là cây nhất thế giới nha. Dạ. Rồi. Em sẽ ép bánh của mình. Làm bánh mì tại chỗ luôn các bạn. Cái khâu này là ép bánh. Rồi đây, ép bánh. Đó, có lò nướng tại chỗ luôn. Này riết đi camping riết rất là cầu kỳ. Và làm một bánh mì xong pha ly cà phê là hết ngày, xong dựng lều, dọn lều là hết ngày. Đó. Bạn thành phẩm sau khi nướng ép. Bánh mì giòn giòn. Chữ giòn nha. Đó. Bánh mì. Rồi. Dạ nóng. Nóng, nóng các bạn. Này anh bán thị trường nhiêu ngỗ anh? 30.000. 30.000 các bạn. Ở bình thường 25. Ở bình thường 25 mà rất là nhiều thịt ha. À, sản phẩm đúng như hình minh họa luôn nè, chứ không phải như mấy cái bên khác. Rồi, đây. Mời các bạn thử. Rất là ngon. Đó, đúng tên. Đúng tên giòn giòn, rất là giòn các bạn. Này thịt nướng 25.000. Đúng 1 đô. Đúng 1 đô la. Mỹ rồi. Đúng rồi. Sao bị chửi chết rồi. Ngon quá. Do ngày đãi hôm qua là bữa bánh mì giòn giòn ra. Dạ. Chủ nhân thương hiệu đem tới phục vụ luôn. Đã đi. Bây giờ làm tại chỗ luôn các bạn. Toàn bộ thịt nướng nè, rau lấy từ Đà Lạt, thịt nướng là tự ướp, không dùng hóa chất các bạn. Ngon không? Quá ngon. Làm đi cà phê chồn nữa chứ. Làm cái người chồn. Quá thượng hạng luôn á. Vô. Tất nhiên như là quá trẻ này. Vừa bay từ Đài Loan về, vừa thấy Mỹ về. Mỹ về ghé Đài Loan, Đài Loan vừa bay về là tới lấy S54 anh ra. S54 anh ra. Ăn bánh mì ăn ớt Mỹ. Ăn Mỹ. Có đầu bếp riêng. Đầu bếp riêng. Chủ bán làm tại chỗ luôn. Có chuột chuột mà ba cà phê tròn. Chuột ba cà phê tròn Gia Lai luôn. Trời ơi. Chuột ba cà phê tròn. Có bếp. Rồi vô. Bánh mì thì có đầu bếp riêng, có cái phục vụ đó ghê thiệt. Cách tôi mai. Đây là bên trong à. Không vậy nó vui. Chứ em mà cầm hai ổ bánh mì qua đây là hòa với anh Nguyên đâu cảm nhận hết. Anh nên làm từ ướp bằng mật ong luôn á. Nên... Dạ thịt thịt heo. Thịt heo. Dạ mình ướp bằng mật ong. Ướp bằng ong. Cho nên khi mình nướng lên á cái màu nó như này. Mà nướng đây là mình nướng bằng lò điện. Ướp cũng ớt xịn tên ớt chuẩn luôn chứ không phải là mình nướng hai. Ướp này rất là mắc nha các bạn. Một hạt một đô ha, một hạt một đô la. Trồng và lên men tại Việt Nam luôn. Trồng và lên men tại Việt Nam luôn. Lần đầu mình thấy làm bánh mì nóng bằng cái máy ép này nè. Chứ không phải bỏ vô thấy đâu. Đó. Mình sẽ ép. Và cái sọc của cái bánh này á là nó xuất hiện ở trên logo đó. Và để trên cái logo là cái sọc này nó đã được tính toán ngay từ đầu rồi. Trong cái video của thành ảnh. Thịt nướng ngon món mình làm nên cũng thịt nướng luôn. Đúng không? Có thể mình mở rộng được. Nó chỉ là vấn đề thêm những nguyên liệu khác như nước mắm và bún. Ổ đang bán 25.000 hả? Dạ ổ này còn 30.000. Bằng cái ổ bữa anh ăn ở Sala đó. 30.000 quá ngon ha. 30.000 còn giá ổ thông thường là 25.000 các bạn. Còn ổ đặc biệt là 30.000. Ổ này ăn ổ là no nguyên buổi sáng chứ. Dạ. No nguyên buổi sáng. Nhưng mà vì mình làm thực phẩm tinh nó sạch hết cho nên mình ăn dễ tiêu lắm. Cho nên nó rất là dễ. Ngay rồi. Còn anh có cửa hàng hay là giao? Có giao không? Mình có cửa hàng, mình có giao đi. Hiện nay mình bán trên Grab cũng rất là tốt. Vừa rồi được cái tạp dề bạc rồi, đang hứng đấu lên tạp dề bạc. Đây là quán cà phê quen thuộc, được anh Thông tặng một cái cuốn sách các bạn. Và có một cái đặc biệt là gì? Rất là dễ thương. Đó, cuốn 1 đã tạo cảm hứng cho ảnh đi. Rất là vui được inspire nhiều bạn mê du lịch. Cảm ơn anh Thông. Tết này có sách đọc rồi các bạn. Muốn ủng hộ anh bạn mình. Dạ. Thanh Anh Hải làm đầu mối đã gửi giúp
Anh Hải Bia Đô. Ủa nhà xuất bản tổng hợp nè các bạn. Đây, có gì các bạn mua giá bìa là 180.000. Ok. Trên Tiki sẽ được giảm giá. Hello các bạn, vẫn đang ở Mai Nguyên đây. Thì hôm bữa cái máy mình trải nghiệm thử, bên kia là máy của hãng, còn giờ mình đi qua ông Nguyên mua một cái ủng hộ, chốt đơn cuối năm đó các bạn, chốt sổ giống bún bia vậy đó, lấy một cái 52 thôi, nhu cầu 52 được rồi, một cái màu xám, thêm một cái hiện tại là đang có tặng một cái case, nhưng mà mình mua luôn cái này cho nó chắc, tại mình hay làm rớt vận động nhiều, với dán màn hình loại xịn luôn nè, bên hàng đặng HD cho nó cứng luôn. Đây cái này mua đàng hoàng nha các bạn, không có không phải tặng nha. Đó, ủng hộ Samsung, ủng hộ anh Nguyên. Rồi bây giờ mình sẽ unbox. Mấy hôm nay chắc cũng nhiều bạn nhận được hàng rồi ha. Giờ tới lượt mình. Lâu lắm mới mới unbox cái gì nè. Đó, Nguyên, vô đây. Rung tay quá, không biết đường xé nè. Hẹn có cái đường xé nè. Trời ơi. À đây 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 đây. Chết rồi, rung tay quá. Rung tay quá rồi các bạn. Cuối năm chốt đơn. Đây bên đây đường nữa nè. Lâu nay xem sâm mới đưa xài không à. Bây giờ mới đi mua. Giờ đi mua. Rung chốt đơn. Đây các bạn. À. Đây 512 nha. Màu đẹp không? Quân ca, quá đẹp. Màu quá đẹp ha. Hôm bữa cầm rất là láng, dễ không có bị bám dấu vân tay nè. Với hôm nay là các bạn thấy là màn hình phẳng nữa các bạn. Đây quan trọng nè. Ốc xìu là sao có gì đâu ha. Đã. Rồi 512. Khởi động lên lần đầu nè. Từ từ để em cho dán màn hình. Dán màn hình xong rồi rồi mới mở lên đúng không? Cho nó sạch. Rồi, nói các bạn. Đây là giá bao nhiêu anh? 31 triệu mấy đúng không? Là 50 bản 512 các bạn. Phụ kiện nè. Phụ kiện trong đây, dây sạc thì từ lâu cũng không còn củ sạc nữa nha, nhưng mà củ sạc mình có rồi. Mình có mua một cái rồi. Công suất lớn luôn. Đó, cái sách hướng dẫn sử dụng này để dán màn hình cho nó sạch. Và cái xong nó gắn ốp lưng, còn cái mua thêm cái ốp lưng Spigen các bạn. Còn mình dán là Vua Trâu nè, Vua Trâu nổi tiếng là King Bull cho S-Bob Ultra. Đó, giờ màn hình 6.8 inch. Lấy tới dán giờ mình qua là Lấy. Ok. Cảm ơn các bạn. Dán nhanh nè. Léo ông Nguyên ủng hộ. Nói chung thì ngày xưa là cái nó cong cho nên là không mới xài được cái miếng cường lực mà nó cứng như vậy. Đó là cho nên là phải dán cái miếng dẻo của Samsung. Năm nay năm đầu tiên nó bỏ cong, nó làm phẳng thì mình mới dán được cái miếng này. Nói chung là cái ông Khoa mà ông đi quậy phá rồi á thì cái miếng này cộng với ốp này là thoải mái luôn mà không có sợ. Chỉ sợ giang hồ lụt mắt luôn. Chỉ giang hồ đua cái điện thoại chứ. Chỉ còn có bể thì nó sẽ cắn, nó bể cái miếng cường lực này. Thấy không? Nó cứng ngắc nè, nó đã lắm. Nên cũng vui khi mà Samsung làm lại màn hình phẳng, chứ trước là xài cong cong khó chịu lắm các bạn. Cầm cấn rồi. Đây là ly. Cái miếng này dễ dán lắm. Nó phẳng băng à, với cái máy mình mới lột ra nó sạch trơn à. Cái màn hình nó sạch, không có hột bụi nào á. Mình dán lên nó đẹp. Khỏi lau chùi. Tại nó cho mình nè. Mấy miếng lau chùi rồi mà mình mới lột màn hình ra mình khỏi xài. Nhìn không có biết. Nhìn xong rồi nhìn không ai mà biết, để dây dán cái màn hình. Rồi lấy cái khăn lau cái là đẹp luôn. Cầm lên đố biết. Để ngon. Nó khác cái miếng dẻo dẻo trong cái máy kia. Lát nhìn là biết liền. Rồi. Có bụi không ở lên chị? Dính một bụi rồi lấy ra. Rồi, ok. Nè, khui này thử đi. Trong khi chờ mang hình. Rồi, trong khi lột, chờ. Lột siêu luôn. Lột siêu luôn, các bạn. Đó, hai ba lớp siêu chồng á. Đó, cái này nó sẽ cứng hơn cái hiện tại là được tặng một cái ốp luôn. Các bạn mua được tặng một cái ốp trong của Samsung luôn. Còn cái này là mình mua thêm, tại vì mình cần nhu cầu là nó xịn cứng chắc. Cứng để bỏ trên cái quạt lốc. Đó, quạt lốc thì cái cây nó phải cứng để các bạn gắn vô chạy xe mô tô, là xe hơi, xe đạp đâu á. Có hai, dán ở trong ở ngoài luôn nè các bạn. Đó. Cái cứng thì nó không có bị vàng. Dạ. Cái cao su dẻo là nó màu vàng lắm. Nó xuống màu nó vàng. Bị ố đúng không? Đúng rồi. Đây. Cứng chắc cho cái Galaxy S24 Ultra.
cầm lên coi miếng dán coi sao, chủ nhân tự kiểm tra đi. Ly vàng kìa. À, cảm ơn Ly. Xịn ha, thẳng chưa? Không bắt đền nha. Không bắt đền khác cái lời. Đền cái khác. Còn bụi không? Một xíu luôn. Cho nó thật sạch luôn coi. Hết chưa? Đang tắt màn hình cho nên nhìn thấy bụi là biết liền à. Nó bụi trong không ạ? Nó lại em mới giấu nữa. Còn cái keo. Còn keo. Keo lấy cái giấy đó. Này cái miếng nước không bác. Vô hả? Rồi nhìn nè. Nhìn coi biết không? Dán màn hình. Dán màn hình. Cái loại bên quanh dán hả? Thẳng lì luôn các bạn. Có thấy không? Không thấy. Hả? Rồi. Có thấy biết cái dán không? Không hả? Ừ. Không bật gì. Không thấy cái gì nữa. Đây, khởi động lần đầu tiên. Galaxy S24 Ultra. Ta-da! Ghê thiệt hả chứ? Không qua đây chuyến này về. Giàu quá. Đâu chứ dạ đâu. Ủng hộ Samsung. Mua nè. Đó. Rồi. Ba mươi mấy cũ luôn. 31 cũ. 635 các bạn. Khiếp. Đó, rồi, cảm ơn các bạn. Chọn tiếng Anh United States đi. Rồi. Đó. Ok la. Rồi, cảm ơn em. Hey, gặp lại con gái yêu rồi. Trời sợ chó. Sợ chó. Đang nhận quà lì xì các bạn. Đường dây rất là dài. Tuốt ra làm sao? Ông nội bà nội kìa. Rồi. Đồng vui các bạn, đây ba bàn ông bà nội.